Một khu vực rộng lớn toàn hoa anh đào nở rộ trong công viên rừng quốc gia Trường Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, gần đây đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng thưởng ngoạn hoa cỏ mùa xuân. Còn tại phố mua sắm đường Nam Kinh của thành phố Thượng Hải, nhiều du khách cũng đến đây tham quan tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Công viên Đại Dương Hai Trang của thành phố cũng là điểm đến thu hút khá đông người đến ngắm nhìn các loài động vật được thiết đãi một bữa tiệc bánh bao năm mới. Những chiếc bánh bao cho gấu trắng rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những cái mà cháu có những con gấu thật đáng yêu. Còn ngôi làng cổ Pâng Tông ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc cũng hấp dẫn nhiều du khách với những ngôi nhà cổ và những con đường bên bờ sông đẹp như tranh vẽ. Quang cảnh ban đêm trên những con đường ở đây như đưa mọi người trở lại thời nhà Minh khi ngôi làng ban đầu mới được thành lập.